Xin chào anh em lên xe nhá. Thời gian vừa rồi thì rất nhiều anh em có hỏi Hải là so sánh lựa chọn giữa MGZS và Seltos thì lựa chọn xe nào sau khi mà Hải lên cái phiên bản cái clip mà đánh giá của MGZS. Thì Hải cũng rất muốn là lên một cái clip sớm so sánh giữa hai xe này nó sẽ có ưu nhược điểm gì và lựa chọn như thế nào cho hai xe sớm cho anh em. Nhưng mà một phần thì Hải cũng muốn để mà mình có đủ cái thời gian mình trải nghiệm kỹ cả hai xe, cả đi phố, cả đường trường, mọi thứ nó rõ ràng hơn nữa để mà đánh giá nó sẽ thực chất hơn cho mọi người. Chính vì thế nên là cái clip mà so sánh đến bây giờ Hải mới bắt đầu là chính thức lên clip cho anh em được. Thế thì hôm nay Hải sẽ phân tích là cụ thể là giữa MGZS và Seltos như thế nào. Thì Hải cứ so sánh tương quan giữa cái bản gọi là bản tiêu chuẩn nhá, hai bản Dulux và bản Standard của hai con như thế nào để anh em mình dễ lựa chọn nhất giữa cái vận hành và những cái option trên xe nó mang lại như thế nào nha. Ok, bắt đầu, let's go đi nhá. Điều đầu tiên là nói về vận hành máy móc giữa MGZS và Seltos. Thì như mọi người đều biết là Seltos là mã lực nó cao hơn so với ZS, đâu đó là 130 mấy mã. Còn lại ZS thì chỉ có hơn 100 mã, 110 mã thì phải. Cộng với lại Seltos thì lại là được sử dụng cái hộp số DCT ni hợp kép. Thì về mặt mà vận hành ạ, vận hành về vấn đề là tăng tốc và độ mượt mà thì thằng Seltos nó sẽ hơn ZS ở góc độ là thứ nhất là hộp số DCT nó lên số rất là mượt và rất là êm ái luôn, và cộng với lại cái vận tốc cái mã lực nó lớn hơn nên là về khả năng mà mọi người cảm giác về tăng tốc trên Seltos thì nó sẽ hơn ZS ở góc độ mà cái độ bốc của tăng tốc của xe, vì là ZS chỉ là dùng CVT thôi nên là và mã lực là cũng không lớn lắm nên là nó cũng ở cái mức độ gọi là nhẹ nhàng đi phố, thì ở góc độ tốc độ thì Seltos sẽ hơn ZS ở vấn đề tăng tốc. Về hệ thống khung gầm đi, hệ thống khung gầm nếu mà mọi người chỉ đi trên phố thì sẽ không giữa hai con này thì nó sẽ không phân biệt quá nhiều đâu, vì tức là nó chạy vận tốc thấp thì mọi người sẽ không cảm nhận được rõ cái việc là sự chênh lệch về khung gầm giữa hai xe này. Nhưng mà khi mà bắt đầu đi ra đường trường ạ, đi ra đường trường thì mọi người sẽ thấy cái lộ rõ được cái sự ưu việt của từng khung gầm của từng loại. Nếu mà xét về cái độ chắc chắn của thân xe khi mà chạy tốc vận tốc cao ở 100 km hay 120 km trở lên, cái độ chắc chắn của khung gầm của MGZS nó sẽ chắc chắn hơn. Nó không bị cái cảm giác bị văng đuôi hay là lắc đuôi gì cả. Nhưng mà khi mà trên Seltos, mọi người sẽ thấy là chạy ở vận tốc cao trong 120 thì Seltos bắt đầu có cái cảm giác bị văng đuôi. Hơi văng một tí nên là cái cảm giác là mình sẽ không được cái cảm giác tự tin an tâm lắm. Tự tin ở đây nó sẽ đem lại từ hai vấn đề, một là cái độ chắc chắn khung gầm, đấy là điều đầu tiên, và điều thứ hai nữa là ở hệ thống vô lăng. Thì kết hợp hai thứ đấy mà ZS thì nó lại có một cái thế mạnh là nó có ba chế độ vô lăng giả lập riêng biệt so với lại hệ thống vận hành của xe, tức là không liên quan đến cái vận tốc của xe và mình trực tiếp mình vẫn thiết lập được luôn ngay từ vận tốc nhỏ. Thì nếu mà giả sử để mà so sánh kỹ được cái độ chi tiết trên vô lăng của xe Seltos chẳng hạn, ở normal tương đương nhau, ngay cả cái việc là Seltos để chế độ sport đi chăng nữa thì nó cũng chỉ tương đương với là cái cảm giác vô lăng ở ở normal của ZS thôi. Nhưng mà khi do cái thân xe của ZS nó vững chãi hơn nên mà ở chế độ normal thì trên ZS không cảm giác là quá sợ. Sợ ở đây là tức là mình vẫn cảm giác mình có đủ độ tự tin nhất định, chứ không phải là như kiểu như trên trên Seltos nó hơi bị văng văng nên là cái vô lăng ấy cảm thấy nó sẽ không được tự tin nhiều cho lắm. Đấy là cái điểm yếu của Seltos khi mà chạy vận tốc cao.
Và thứ hai nữa là MG nó lại có một cái ưu điểm nữa là nó có ba chế độ vô lăng, thì cái vô lăng khi mà để lên dynamic tức là nó nặng hơn hẳn so với normal bình thường, cộng với cái thân xe nó ổn định hơn, thì lúc mình đi chạy vận tốc cao ấy, nó thực sự nó đem lại cái trải nghiệm tốt hơn, nó đem lại cái sự an tâm tốt hơn so với xe tốt. Đấy là xét về vận hành, tức là hiểu đơn giản là về vận hành ở vận tốc cao thì Hải đánh giá là MG sẽ có ưu điểm hơn. Thêm cái phần gọi là option quan trọng không kém và dùng hàng ngày, và tất nhiên rồi anh em Việt Nam lại luôn luôn thích, mong chờ rất là nhiều nhưng mà chưa được các hãng xe đáp ứng lắm, đấy là phanh tay điện tử và auto hold. Thì phanh tay điện tử và auto hold thì này, ngay cả trên bản ZS, bản Bay, bản standard cũng đã được trang bị cái phần này, đã trang bị được hai cái tính năng khá là quan trọng và khá là đem lại trải nghiệm người dùng khá là sướng khi mà chúng ta dùng xe. Thì ZS đã trang bị được rồi, nhưng mà trên xe tốt thì không, xe tốt thì vẫn là phanh cơ, phanh kéo cơ kéo cần thôi. Đấy thì nó đã chênh lệch nhau cái phần mà trải nghiệm khá nhiều ở cái phần đấy rồi, nên là phần này ZS sẽ ăn điểm. Nhưng mà cần phải nói kỹ hơn chút là mặc dù là ZS đã có trang bị phanh điện tử có auto hold, nhưng mà riêng cái phần auto hold của trên ZS thì nó có một vấn đề, đấy là khi mọi người mà dừng đèn đỏ để auto hold nhé, dừng đèn đỏ và bắt đầu là mớm ga đi lên thì mọi người sẽ nghe thấy, để ý kỹ thì sẽ nghe thấy có một cái kiểu nó giật nhẹ lên một chút và nó hơi khớp khớp một tí, nó giống như kiểu như là má phanh bị ăn nước ấy. Tức là khi mình kéo ga lên mình đi ấy, thì nó đúng kiểu kiểu khớp khớp khét khét, kiểu đúng kiểu má phanh ăn nước. Là khi mình dùng quen rồi thì mình sẽ không để ý cái phần tiếng kêu đấy, hay là lúc mình bật nhạc chẳng hạn thì mình sẽ không để ý cái phần tiếng kêu đấy trên auto hold của nhà phanh auto hold của ZS. Thì nhưng mà nó đem lại cái trải nghiệm của mình, nó có hai tính năng đấy, nó cũng là đã rất là hữu ích rồi, cũng đã khiến cho mình dùng xe sướng hơn rất là nhiều và design trong khoang xe nó cũng đẹp hơn rất là nhiều. Xét về vấn đề là cách âm, nếu mà chạy đi phố thì hai thằng cũng độ cách âm cũng hợp lý tương đương như nhau. Còn khi mà chạy vận tốc MG hay xe tốt đều rất là ổn. Nhưng mà MG thì nó lại ZS thì MG ZS thì khi chạy vận tốc cao thì nó chỉ tiếng có tiếng ồn vọng nốt lên mà thôi, chứ nó không có tiếng gió. Nhưng mà sang bên xe tốt thì lại mọi người sẽ nghe thấy rõ là cả tiếng lốp vọng lên, có cả tiếng gió hút từ góc hai hông cửa. Đấy thì nó sẽ hai thằng nó hơi khác nhau một chút cái phần chỗ đấy thôi. Hải trải nghiệm nghe nhạc ấy, nghe nhạc thì bên xe tốt nghe thiếu bass rất là nhiều, nên nghe nó cứ kiểu âm nó cứ bị phè 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 kiểu gì ấy, nó không thấy thích tai được nhiều lắm. Khi mà mọi người muốn nghe những cái nhạc kiểu sàn một chút hay là nhiều bass một chút thì thực sự là xe tốt rất yếu về phần bass. Nói chung là trên ZS thì nó sẽ hài hòa bass và chest tốt hơn, nên là khi mình nghe nhạc thì trên ZS sẽ hay hơn xe tốt. Thêm một cái gọi là thực dụng hơn là mọi người sẽ thấy là về kích thước đi. Về kích thước tổng thể thì ZS đang gần như là đang rộng nhất hơn phân khúc B. Nhưng mà về chiều dài cơ sở thì ZS lại ngắn hơn so với xe tốt. Chiều dài cơ sở xe tốt thì đâu đó là 2m6, còn lại trên ZS chỉ có 2m58 thì phải. Còn thêm một chút nữa nói về vấn đề là màn hình giải trí đi. Trên ZS thì đã mặc định có cái màn là hình như Hải nhớ không nhầm là 10 inch thì phải. Trên 10 inch đấy thì chúng ta đã có sẵn luôn được cái Apple CarPlay và Android Auto rồi. Thì cái việc này thì nó khá cũng lại là một cái tiện dụng, khá là tiện dụng cho anh em cái việc là dùng bản đồ hay là bất kỳ cái thứ gì qua điện thoại. Tất nhiên là nó vẫn là dạng dây cắm với điện thoại thôi, nhưng mà dù sao là có hai tính năng đấy nó cũng là khá là hữu ích và nó trở nên phổ biến đối với các hãng xe đến bây giờ.
Còn lại trên xe ô tô thì lại mọi người sẽ phải tốn thêm tiền lắp thêm các màn hình Android vào, đâu đó mất 15 20 triệu tùy cái lựa chọn loại màn như thế nào. Thì đấy là coi như là anh em sẽ mất thêm một chút cái phần đấy. Còn lại tất nhiên là trên ZS trên bản cao thì lại có cả cam 360 đầy đủ cơ. À, thêm một cái nữa khá là quan trọng là đấy là gì? ZS thì bảo hành 5 năm và xe tốt thì vẫn 3 năm. Riêng cái chiều chênh lệch 2 năm thì chi phí mọi người bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa nó đã giảm thiểu đi khá nhiều về quá trình là khi mà chúng ta trong 5 năm chúng ta tới cái kỳ bảo dưỡng nặng hơn, tức là 4 vạn, 5 vạn, 10 vạn nó nặng hơn. Và lại quan trọng nữa lại một cái là không giới hạn km nữa. 5 năm không giới hạn km thì mấy bác mà chạy dịch vụ thì chạy bét nhè, chè đỗ đen luôn. Thì điều này nó sẽ tối ưu hơn được rất là nhiều về chi phí cho mình về sau, mình bài bảo dưỡng đã giảm được một mớ. Cộng với lại là đợt này như này đang có cái chương trình là đâu đó lại là miễn phí 4 hay 5 lần, hình như 4 lần, 4 lần đi bảo dưỡng. 4 lần tương đương với các mốc là đâu đó 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, 4 vạn đúng không? Thì cái mốc như thế thì đâu đó mình tính là nếu mốc 4 vạn, 5 vạn trong 4 lần đấy thì cũng giảm đâu đó tính tổng là cũng lại là được thêm đâu đó là được 3 40 triệu nữa rồi. 3 40 triệu là thấy như anh em nói là chỉ việc phi xe vào gara sửa chữa là rồi xong nó nhấc xe về không phải trả đồng nào. Đấy thì tính tổng là lại giảm được mấy chục triệu. Thì đấy lại thành ra lại là một cái lợi ích về chi phí giá nữa là như thế. Mà ngay cả từ giá bán gốc bây giờ cũng vậy, ZS là 519 triệu, còn lại là xe tốt đâu đó là 580 mấy, không nhớ chính xác, nhìn lâu rồi không để ý giá. Nó lại chênh nhau một chút về cái giá khởi điểm ban đầu rồi, là đấy là lại là một lợi thế nữa rồi. Tất nhiên là xét một chi tiết hơn nữa thì trên MG thì hiện tại đâu đó mới mới update được có khoảng tầm 23 cơ sở 3S thì phải. Còn lại tất nhiên Kia nó vào Việt Nam lâu rồi thì sẽ phổ biến nhiều hơn. Thì cái này nó cũng là một thứ gọi là ảnh hưởng tới cái việc là quyết định mua xe nào của anh em. Thì anh em ở tỉnh hay là ở thành phố thì sẽ lăn tăn cái vấn đề này một chút trước khi quyết định chọn xe nào. Còn lại xét về tổng quan ở góc nhìn của Hải thì tất nhiên Hải không phải là cái chuyện là PR cho hãng nào đâu, mà Hải chia sẻ thực cái những cái gì trải nghiệm của mình đối với từng xe và mình sẽ lựa chọn thôi. Còn lại tất nhiên là ở góc độ tiền của anh em như thì anh em quyết định tiêu, nên là ở góc độ của Hải thì mình sẽ luôn luôn Hải luôn có một cái nói với anh em đấy là xe nào cũng vậy, trong cái tầm tiền mình ít tiền 5-600 triệu thì mình luôn không có nhiều lựa chọn, thì mình sẽ vạch tất cả những cái tiêu chí của mình ra là cái xe nào nó đáp ứng tốt cái tiêu chí của mình, cái nào chiếm được nhiều ưu điểm, nhiều tiêu chí nhất thì mình sẽ lựa chọn. Vì là mua xe là nó mình sẽ là phục vụ cho chính mình và mình hưởng thụ cái xe đấy. Chính vì thế nên là xe nào nó đáp ứng nhiều tiêu chí nhất, nó đem lại nhiều trải nghiệm nhất, thoải mái nhất, hưởng thụ nhiều nhất thì mình sẽ lựa chọn. Và nếu nói đúng ra là cái nếu mà để xét tiêu chí chính xác liệt kê ra thì hiện tại thì MGZS đang làm rất tốt, đang chiếm ưu thế, ưu điểm rất tốt so với các xe khác cùng phân khúc. Nên mà để mà câu chốt cuối cùng gọi là lựa chọn xe gì trong phân khúc B ấy, thì đối với góc nhìn của Hải thì Hải sẽ chọn MGZS tối ưu mọi mặt, từ giá mua ban đầu cho tới về sau bảo hành sửa chữa cho tới cái những cái mà thực dụng trong xe như Hải có phân tích lúc đầu là Hải sẽ chọn MGZS. Tất nhiên là xe tốt thì cũng là một chiếc xe hay. Nhưng mà mình sẽ cần phải tương quan nhiều yếu tố lại để mà lựa chọn. Nên là mọi người có thể là dựa trên cái góc nhìn của Hải là đó là một cái thứ là cũng là một cái để mà tham khảo. Còn lại tất nhiên là
túi tiền của anh em lựa chọn xe nào thì đấy là anh em hài lòng về xe đấy, mình mua xe nào thì mình phải sướng và hài lòng với nó, với cái quyết định của mình. Chúc anh em lựa chọn cả những cái xe yêu thích của chính mình. Anh em nhớ đăng ký kênh và like xe nhiều hơn nữa nha. Bye bye, hẹn mọi người ở clip tiếp theo.